từ trẻ trẻ mắc những cái dấu rối loạn này thì hiện tại bây giờ là khá là nhiều đấy. Như ở trung tâm, như ở trung tâm mình bằng thời gian cùng kỳ năm ngoái ấy, thì so với năm nay thì trẻ tăng lên đột biến. Hiện tại thì còn cũng khá là nhiều các cháu chưa được nhận đến can thiệp. Như hiện tại như ở cái phường của chúng tôi ở đây thì cũng có rất là nhiều các trung tâm, nhưng mà hiện tại các cháu vẫn không được đến, không được đi can thiệp được hết vì vẫn còn thiếu những cơ sở để hỗ trợ các con. Thực sự là có những cái chương trình như này thì đem lại một cái hiệu quả rất là lớn cho cộng đồng. Cũng nhiều gia đình đến thì mới hiểu được cái rối loạn của con mình, cái sự chậm trễ của gia đình khi mà không phát hiện con sớm ấy. Đấy, đến đây thì có những bạn rất là lớn thì khi mà con bắt đầu bước vào lớp 1 thì khi mà đến trường tiểu học thì các cô ở trường tiểu học mới trao đổi với gia đình là hiện con không thể theo học được, con có rất là nhiều những cái hành vi và các kỹ năng của con chưa đạt được đến cái lứa tuổi để đi vào tiểu học ấy. Thì có những cái chương trình thăm khám như này thì cũng hỗ trợ cộng đồng rất là nhiều, đem lại những cái lợi ích cho các cháu bé mà không được tiếp cận đến những cái nơi để được thăm khám ấy, thì rất là hiệu quả, đem lại rất là cao. Định hướng của trung tâm thì cũng sẽ cố gắng mở rộng hơn nữa để đón các bạn ấy, để khỏi bị lỡ cái thời gian can thiệp vàng ấy. Với trung tâm sẽ xây dựng những cái kế hoạch để xây dựng những các mục tiêu định hướng phát triển theo từng lĩnh vực ấy. Ví dụ như sẽ mở rộng thêm một số lĩnh vực mà hiện tại trung tâm còn đang thiếu, ví dụ như là can thiệp về mảng âm nhạc trị liệu này, hoặc là những cái mảng về các hoạt động trị liệu xây dựng theo những cái chương trình và phương pháp được kiểm chứng. Đấy. Ví dụ như các giáo viên sẽ được đào tạo bài bản và xây dựng các kế hoạch cụ thể giữa gia đình và giáo viên, kết hợp giữa gia đình và giáo viên cùng hỗ trợ con. Và trung tâm thì tích cực đẩy cái chương trình hỗ trợ phương pháp cho phụ huynh để làm sao phụ huynh hiểu được cái vấn đề của con mình cùng với giáo viên để dạy con một cách tốt nhất. Đấy, thì là phụ huynh thì với là người thầy giáo cô giáo tốt nhất của con mới hiểu được con của mình. Đến đây thì chúng tôi cũng hỗ trợ phụ huynh những phương pháp để phụ huynh có thể tiếp cận được những cái phương pháp mới mà có kiểm chứng khoa học.